Xin chào các bạn ạ, chào các bạn đến với channel của Thư Tinh Nghiệm. Hôm nay mình nhận được một cái bao thư của Google AdSense, YouTube hả? Chưa biết gì, đây là lần đầu mình nhận được cái thư như thế này. Thì họ kêu mình là thông tin cái tài khoản này nó đã đóng. Thì trong này nó có cái tài khoản Google AdSense ha, kênh thiết bị thí nghiệm đây các bạn. Đó, thiết bị thí nghiệm này là một kênh giúp các bạn trải nghiệm thực tế tất cả các máy móc đo lường trong nông nghiệp hay là trong y tế, cũng như là sản phẩm ứng dụng khoa công nghệ các bạn. Kênh này là chia sẻ đấy các bạn. Đây là cái Google AdSense gửi cho mình. Ở đây kêu mình bóc cái cạnh trước này, thông tin tài khoản quan trọng. Đó. Mình sẽ bóc ra coi trong này có gì ha. Bóc cạnh dưới. Cái này là cái mã xác thực của cái Google AdSense này. Thì bên thiết bị thí nghiệm là có rất nhiều các cái clip thực tế ứng dụng cho các cái bà con nông dân, hoặc là những cái thiết bị thí nghiệm, hoặc là những các ngành khoa học vật lý ứng dụng công nghệ khoa học, thì được bên mình đăng tải những cái sản phẩm này vô. Đó. Trong đây là họ yêu cầu mình đăng nhập cài đặt các cái thông tin cá nhân ha, những cái mã pin để chúng ta có thể kích hoạt cái Google AdSense. Rồi, xin chào các bạn.